Xin kính chào quý vị. Hải Công Minh đang có mặt ở thung lũng Cô Dích Ti, San Jose, miền Bắc Cali, miền Tây Hoa Kỳ. Trưa ngày 16 tây tháng 3 2021. Và ngay thung lũng này có bản giải thích lịch sử hình thành của miền Bắc Cali, được người châu Âu đến khai phá và tiếp xúc với người da đỏ gì. Thì ở đây người ta tóm tắt cái cuộc hành trình đi tìm vùng đất mới ở miền Bắc Cali của một gia tộc người Tây Ban Nha gì. Và mình nhìn lên bản đồ thì mình thấy họ đi từ vùng Arizona gì, là ở phía đông nam của Cali đó. Họ đi theo cái đường màu đen nè, gì thấy. Và họ đi trong vòng 8 tháng. Mà ngày nay mình lấy xe chỉ có 15 tiếng thôi. Đó, họ đi và họ truyền giáo. Năm 1775 gì, ngày 3 tháng 12, đi giữa mùa đông luôn. Và họ đã đến khu vực biển Thái Bình Dương đó, và họ đến cái vùng Cô Dích Ti thung lũng là gì, hiện nay là khu bảo tồn không gian mở nè, và cách San Francisco 70 dặm đó. Và họ đã đến đây ngày 27 tháng 6 năm 1776, 8 tháng cái gì. Và mình tưởng tượng 8 tháng, một khoảng hành trình dài với 5 trẻ con và một chiếc xe tải, xe ngựa ấy. Mình tưởng tượng bây giờ không, ngày xưa không có hiện đại, không có trạm dừng chân, không có xe hơi, không có đường xá thuận tiện, không có xe đẩy. Nhưng mà Juan Bautista de Anza đã dẫn 30 gia đình cái gì, với hơn 240 người, trong đó có 97 là trẻ em và khoảng 1.000 mai, đi dọc qua những vùng đất không có họ hàng thân thuộc. Họ đã đi trên lưng ngựa và bằng chân, một cuộc hành trình bây giờ mất 15 tiếng mà họ mất 8 tháng cái gì. Và trong quá trình đi họ hỏi đường và được giúp đỡ từ những người thổ dân. Thì ông Juan Bautista de Anza và cuộc phi nhóm đoàn người của ông đi với hơn 1.000 gia súc cái gì, ngựa, và đi và trải dài một, kéo dài một dặm về chiều rộng á, và họ không thể làm gì được nếu như không có sự giúp đỡ của người da đỏ bản địa. Và một vài người da đỏ đã giúp họ băng qua sông Colorado, và những người khác thì cung cấp thực phẩm, và họ đã đi qua những vùng đất của người da đỏ
và may thay là họ chỉ mất có một thành viên do nguyên nhân tự nhiên gì, tức là trong một đoạn đi 8 tháng đi từ Arizona đi lên miền Đông Bắc khám phá ra cái thung lũng này, và sau này là San Francisco là vùng vịnh, thì họ chỉ chết có một người gì và do bệnh thiên nhiên chứ không phải do tai nạn gì hết đó. Và mình đến khu bảo tồn này, người ta có bảng hướng dẫn rồi bảng giới thiệu để mình hiểu được cái vùng đất mình đang tham quan nữa gì đó. Nhiệt độ bây giờ khoảng 8 độ C, lạnh cái gì. Và nhờ những bảng hướng dẫn này thì mình càng hiểu hơn lịch sử gần 300 năm của vùng đất San Jose, vùng vịnh tiếp giáp với San Francisco, với lịch sử của người Tây Ban Nha, những ngọn đồi núi đầu tiên đến đây lập nghiệp, giống như Sài Gòn 300 năm ấy. Ngày xưa dân miền Ngũ Quảng từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đó vào miền Tây lập nghiệp, lập ra Nam Kỳ Lục Tỉnh đó. Thì song song đó ở bên Hoa Kỳ miền Tây thì có những đoàn người Tây Ban Nha đến đây truyền giáo lập nghiệp và giao lưu với người da đỏ nè. Và ngày nay mình đến cái vùng đất này thì mình hiểu thêm cái lịch sử của họ và so sánh với lịch sử của miền Nam Việt Nam, giống cái gì. Mình đã ở từ Sài Gòn, Nam Việt Nam, mình qua bên Cali, San Jose, thì mình hiểu hai cái lịch sử nó song song cùng thời điểm cách đây 300 năm như vậy, mình cảm thấy thú vị cái gì. Wow, đây có chiếc máy bay bự gì ha. Rồi. Thông qua chuyến bay gửi lời thăm Sài Gòn miền Nam Việt Nam có lịch sử 300 năm, thì ở miền Đông Bắc Cali, miền Tây Hoa Kỳ cũng có lịch sử hình thành phát triển, tìm ra vùng đất mới bởi người Tây Ban Nha, người da trắng cách đây 300 năm, và ngàn năm trước nơi đây là vùng đất của người da đỏ. Trong khi đó ở miền Tây Việt Nam đó là vùng đất của người Khmer. Thank you quý vị. Lịch sử thế giới theo thời gian thì mỗi vùng địa lý đều có những lịch sử phát triển song song, và mình đi được nhiều nơi trên thế giới thì mình sẽ thấy thế giới này rất thú vị, không còn kiểu con ếch ngồi đáy giếng chỉ nghĩ là lịch sử nước mình là nhất, nhưng mà rõ ràng trên thế giới mỗi nơi họ cùng thời điểm đó, cùng ngày đó, tháng đó, năm đó, thế kỷ đó, thì người ta cũng có những lịch sử riêng của người ta thú vị, không thua kém với lịch sử của nước mình. Thank you quý vị. Hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo. Bye bye.